Thưa quý vị, những ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long luôn ở mức 3 con số. Nhiều địa phương đã phải nâng cấp độ phòng chống dịch. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Biểu hiện rõ nhất là không tuân thủ quy định 5K hoặc thực hiện khá sơ sài. Tại nhiều quán ăn, thực khách khá đông, nhưng gần như người dân rất ít đeo khẩu trang hoặc có đeo nhưng sai cách. Việc thực hiện quét mã QR, rửa tay sát khuẩn, nhiều nơi còn mang tính qua loa, đối phó. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hôm qua, tất cả 13 tỉnh thành miền Tây đều có ca nhiễm mới, với tổng số 3.307 ca. Trong đó, An Giang có 660 ca, chỉ xếp sau thành phố Hồ Chí Minh về số ca mắc mới. Miền Tây vẫn đang là điểm nóng và nằm trong top những địa phương dẫn đầu về số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước.